Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Như chúng ta đã biết thì trong khai cuộc, việc đưa hậu vào trận sớm thường được coi là điều mạo hiểm, đặc biệt là khi người chơi sử dụng các loại khai cuộc thoáng. Trắng khởi đầu bắn cờ bằng nước tốt E4, đen mạnh mẽ đáp trả bằng nước tốt E5, sử dụng khai cuộc thoáng để chống lại. Trong cờ vua hiện đại, chúng ta thường thấy các cao thủ đưa mã lên F3 để tranh giành quyền kiểm soát trung tâm ngay từ đầu khai cuộc. Tuy nhiên thì trong trận này, trắng bất ngờ dâng tốt D4, tiến đánh trung tâm sớm. Tuy có chút bất ngờ, song đen cũng không hề nao núng, ăn tốt sang D4. Những tưởng trắng sẽ thí tốt để triển khai thế trận tấn công gambit Đan Mạch, song trắng đã lựa chọn lối chơi an toàn hơn là ăn hậu lên D4. Thấy trắng đưa hậu vào trận sớm, đen lập tức nhảy mã lên C6 tấn công hậu. Trắng chạy hậu về E3, đen lên tốt G6, định bố trí tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1, H8. Trắng triển khai mã lên C3, đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, chĩa về phía cánh hậu. Trắng lên tượng D2, chuẩn bị nhập thành dài, quyết một trận tử chiến. Lo ngại việc nhảy mã F6 có thể giúp trắng tràn tốt sang E5 tấn công sau này, đen đưa mã lên E7. Trắng theo kế hoạch nhập thành, triển khai xe tham chiến trên cột D, không dám nấn ná lâu ở giữa bàn cờ, nên nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trong thế trận tấn công nhập thành trái chiều thế này, thì việc sử dụng các quân để tấn công hoặc dâng cao các tốt cánh, đột phá thẳng vào vị trí vua của đối phương là lối chơi nguy hiểm nhất. Chính vì vậy mà theo chúng tôi, trắng nên đẩy tốt H4, rồi tiến sang H5 đột phá để mở cột cho xe tham gia tấn công vua đen luôn. Tuy nhiên trắng lại đẩy tốt F4, tạo thành cặp tốt E4, F4 hùng mạnh nhằm khống chế khu vực trung tâm. Nước đi này lại tạo điều kiện cho đen phản kích vào trung tâm bằng nước tốt D5. Trắng vội vàng ăn tốt sang D5 và cho rằng đen đã quá liều khi mà xe trắng đang dình sẵn ở cột D, trong khi hậu đen lại chưa kịp tránh. Song đen đã có sự tính toán kỹ, mục tiêu là phá vỡ cặp tốt E4, F4 đã hoàn thành. Đen liền nhảy mã lên B4, tìm cách bắt lại tốt, đồng thời đe dọa thủ tiêu quân mã C3, rồi sau đó sẽ ăn mã vào A2 chiếu. Trước thế trận tấn công mạnh mẽ của đen, trắng phi tượng lên C4, cố gắng bảo vệ các tốt A2 và D5. Đen triển khai tượng lên F5, phối hợp cùng mã tấn công vào điểm yếu C2. Lúc này thì hai tượng của đen như là hai họng pháo chĩa thẳng về phía vua trắng, sẵn sàng khai hỏa. Bị đen liên tục chọc ngoáy, trắng luống cuống lùi tượng với B3 bảo vệ tốt. Đen thừa cơ ăn mã lên D5 tấn công hậu. Thấy mã đen ngạo nghễ ở trung tâm, trắng ngứa mắt đổi mã vào D5, nên ăn mã về D5 tiếp tục tấn công hậu. Trường hợp mà trắng ăn tượng lên D5 thì đen sẽ ăn hậu lên D5, đe dọa ăn hậu vào A2 và tấn công con tốt ở G2. Trắng qua vua B1 bảo vệ tốt thì đen sẽ qua xe E8 bắt hậu. Trắng chạy hậu về F2 thì đen sẽ lên hậu C4, phối hợp cùng tượng để tấn công vào con tốt ở C2. Trắng lùi tượng về C1, mở đường cho hậu bảo vệ, thì đen sẽ lùi tượng về E6, dọa ăn hậu vào A2 chiếu hết. Trắng đẩy tốt B3 thì đen sẽ xuống hậu C3, tạo thành thế hậu và tượng trên đường chéo lớn, khiến trắng không thể chống đỡ nước chiếu hết ở A1. Do đó mà trắng đành nhịn nhục vác hậu chạy sang F3. Thừa thế xông lên, đen tung hậu lên F6, đưa quân chủ lực tiến vào trận, đe dọa ăn vào B2 chiếu hết. Thấy nguy, trắng vội vã đẩy tốt C3, cố gắng bịt đường chéo A1-H8 nguy hiểm này lại. Đen bất ngờ nhảy mã lên B4, tiếp tục khoét sâu vào điểm yếu trên đường chéo A1-H8, đe dọa vào D3 chiếu, ép cho vua trắng phải qua các ô trắng, rồi phối hợp cùng tượng, tung đòn chiếu mở bắt chết hậu. Trước thế tấn công như vũ bão của đen, trắng lúng túng đưa tượng lên C4, nỗ lực ngăn cản mã đen. Thế nhưng là đã quá muộn, với khả năng chiến thuật cực kỳ sắc bén,
nên nhanh chóng đảo Hậu sang A6. Tý Hậu để tung đòn đánh lạc hướng. Nếu mà trắng ăn Hậu A6 thì sẽ bị mã đen ăn vào A2 chiếu hết ngay. Còn nếu mà không ăn thì sẽ bị Hậu đen tiêu diệt quân tượng. Bị dồn vào đường cùng, trắng liều mạng dâng tốt G4, bỏ tượng C4 để tiêu diệt quân tượng nguy hiểm ở F5. Đen lạnh lùng ăn Hậu xuống A2, đe dọa chiếu hết ở A1 hoặc là B1. Trắng không thể ăn Hậu A2 vì sẽ bị mã đen ăn A2 chiếu hết ngay. Tình thế này buộc trắng phải lên tượng E3, mở đường cho vua chạy lên D2 để trốn sang cánh vua. Thế nhưng là không còn kịp nữa rồi. Đen lạnh lùng ăn tượng xuống C3, phong tỏa đường chạy của vua trắng. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, trắng đành phải dừng đồng hồ chịu thua trong sự bất lực của mình. Trường hợp mà cố gắng chơi tiếp, ăn tốt lên C3 thì cũng sẽ bị Hậu qua C2 chiếu hết vô cùng đẹp mắt. Nếu thấy ván cờ này hay, các bạn hãy like và đăng ký kênh để đón xem những ván cờ vua mới nhất, hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.